trở lại với Minh Tuấn Mobile và mình là Thảo Sang. Rất vui khi được là người kết nối giữa Minh Tuấn Mobile và các bạn. Và khi mà mình nhắc đến Energizer thì chắc hẳn là các bạn sẽ nghĩ ngay đến những cục sạc dự phòng. Và tại Minh Tuấn Mobile thì trước đó chúng mình cũng đã giới thiệu cho các bạn rất nhiều dòng sản phẩm sạc dự phòng. Và hôm nay thì Thảo Sang sẽ mang đến cho các bạn một cái sản phẩm hoàn toàn khác của Energizer, ngon lành không kém gì các cục sạc dự phòng của hãng cả. Đó chính là đây, một chiếc loa Bluetooth Energizer BTS-102. Xịn sò quá đúng không ạ? Và trên tay Thảo Sang đang là chiếc loa Bluetooth có hình trụ, được bo cong ở hai đầu với chiều dài thì khoảng là một găng tay của Thảo Sang. Mặt trước thì các bạn có thể thấy là được thiết kế với màng lưới đơn giản cùng với logo của thương hiệu. Đây, và mặt sau sẽ là thông tin sản phẩm và các đầu kết nối. Ở đây thì mình sẽ có một cái đầu thẻ nhớ, một jack 3.5, một cái USB và một micro USB. Quên, nó có một cái lỗ nhỏ ở đây nữa để chúng ta có thể nghe điện thoại trực tiếp được. Và các bạn có thể thấy là bên dưới của nó thì có đầy hai cái chân để cho mình có thể để cố định chiếc loa. Phía trên là hàng phím được thiết kế bằng nhựa và nó nổi lên trên, vì vậy là chúng ta rất là dễ sử dụng. Cùng với đó là các bạn có thể thấy là hai cái móc ở hai bên. Chắc hẳn là các bạn đang suy nghĩ là hai cái móc để làm gì. Đây, Thảo Sang có một cái sợi dây. Ủa cái sợi dây của sản phẩm đây nè. Đây, và Thảo Sang đã tìm ra được cái dây. Mình có thể treo vào đây, có thể làm như một cái đeo đi đâu cũng được, như một cái túi xách, rất là tiện luôn. Hai đầu hai bên thì được bo tròn và được làm bằng nhựa, kèm theo dây đèn led đây đủ màu. Khi mà chúng ta khởi động máy á, thì nó sẽ chớp nháy. Và Thảo Sang nghĩ rằng khi mà chúng ta nghe những bản nhạc rock hay là dance mà xịt xình trong nhà thì nó sẽ làm tăng cảm xúc của mình. Thế nhưng mà một ngày nào đó tự nhiên buồn đi mà đèn nó cứ chớp nháy, chắc là không có phù hợp lắm. Và Thảo Sang cũng đã thử tìm cách để mà tắt cái đèn này đi, nhưng mà thực tiếc là không tắt được. Và buồn hơn nữa là nó chỉ chớp nháy có một kiểu thôi, nó không có thay đổi được theo nhạc. Thảo Sang nghĩ rằng nếu mà nó thay đổi theo nhạc chắc là phiêu lắm. Và cảm nhận của Thảo Sang sau vài ngày sử dụng chiếc loa này thì Thảo Sang rất là hài lòng. Và ở cái mức giá này thì không thể nào mà chúng ta có thể đòi hỏi được chất lượng quá xịn và mịn được. Nhưng đúng như kích thước của nó các bạn ơi, âm thanh đúng to luôn. Nhưng mà to không hề bị chè nha, rất là thích nghe, rất là êm tai. Và đặc biệt hơn là Thảo Sang rất là thích tại vì là cái khoảng cách kết nối Bluetooth của nó là lên đến 10m. Và khi mà Thảo Sang để trên tầng 3 đi thì mình xuống nhà tầng 1, tầng 2 mình dọn nhà thì mình vẫn có thể nghe được và mang điện thoại đi vòng vòng trong nhà được mà không cần phải xách theo cái này. Nhưng một điều Thảo Sang không thích lắm đó chính là cái dung lượng pin là 1500mAh. Mà vừa phát nhạc vừa chớp nháy thì nghe cũng lâu đó, không có hết nhanh đâu. Tuy nhiên là để mà dung lượng này mà sạc được một chiếc điện thoại thì nó cũng không có được nhiều đâu. Nhưng mà những cái trường hợp mà bị sụp nguồn đi chẳng hạn thì chiếc loa này đúng là một vị cứu tinh luôn. Và Thảo Sang là một người cực kỳ sợ chết luôn, bởi vì mình còn trẻ mà, mình còn trẻ còn đẹp nữa mà chết sớm thì rất là tiếc lắm. Và Thảo Sang rất là thích sản phẩm này là bởi vì yên tâm về cái sự an toàn của nó. Chiếc loa này cũng không ngoại lệ khi mà nó có những cái chứng nhận về an toàn cũng như là chống cháy nổ. Và một điều cuối cùng mà Thảo Sang muốn chia sẻ đến các bạn đó chính là ngay tại Minh Tuấn Mobile, mức giá chỉ là 540.000 đồng cùng với 3 sự lựa chọn cho các bạn, đó là màu đỏ, màu đen và màu xanh. Thảo Sang thì Thảo Sang thích màu xanh. Và đây là những chia sẻ của Thảo Sang, hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn hơn trong việc lựa chọn một chiếc loa phù hợp. Và ngay bây giờ các bạn ơi, nhanh chân đến Minh Tuấn Mobile chọn cho mình một chiếc loa để những ngày dịch này mình làm gì, mình ở nhà thì mình nghe nhạc để đỡ buồn. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi Minh Tuấn Mobile trong thời gian qua. Các bạn đừng quên like, share cũng như là nhấn nút theo dõi để mình có thể cập nhật những sản phẩm mới của Minh Tuấn Mobile nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.